chiếc gùi đung đưa. Ta đi ăn cắp, hô, đung đưa đung đưa. Thế là đung đưa. Ta đi ăn cắp, hô. Ngày hôm nay ta phải giàu, nghèo lâu quá rồi. Ta phải đào hết cái khu mộ này, phải ăn cắp hết tất cả vàng bạc châu báu trong này. Ta sẽ là đại gia. Nghe đâu đó có tiếng bò mộng. Con bò kia ra đây, ta không sợ cái đâu. Tu 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 tu. Đi đâu tự nhiên cầm nguyên cái tù già thổi chi vậy hả? Đi ăn trộm thổi cho nó mắc hay chi? À ha, quên. Khung vừa vừa thôi. Xong rồi, chuẩn bị xong hết rồi. Túi đồ rồi chuẩn bị xong hết rồi. Lấy tôi đó, tôi kết hợp với ông là một cái sai lầm của tôi thì chán chết. Sao vậy? Đi ăn trộm, đi ăn cắp, nó nhỏ thôi. Cái miệng bài hại bà hi, tao bài vô chuẩn bị đi kìa, nhanh lên. Có mang theo cái gì để đựng không trời? Có, tôi chuẩn bị rồi. Hả? Nè, cái đi gì là phải đem cái túi đàng hoàng. Đúng rồi, cái túi có chút xíu. Hả? Đặt riêng cái túi 2.5 nè. Tôi nó chứa đầy cái túi này mà ông vác về được tôi con không? Ta làm hai cái để cho nó khiêng phụ không chịu. Để nó dài sọc vậy đồng hồ là sao khiêng? Ngu quá. Giờ là làm gì trước? Bây giờ chúng ta đầu tiên bước vào ngôi mộ cổ. Chúng ta phải xem là khả năng của mỗi người biết cái gì để mình kết hợp cho nó đúng. Đúng. Ông giỏi nhất là môn gì? Tôi hả? Ừ. Tôi là tinh thông tất cả những cái địa lý. Tôi có thể biết được đất nào là chôn cái gì, đất nào mới chôn, đất nào cứng hay không. Giỏi. Được. Thông thiên văn. Được. Rành địa lý. Ý chí như vậy là tốt rồi. Còn không? Với một người có tài năng như ông mà gặp tôi thì hoàn toàn chính xác rồi. Ông giỏi như cái gì? Cái mà tôi biết nhiều nhất đó là biết điều. Tôi sẽ để cho ông làm hết tất cả mọi chuyện. Ê, cái đó là phải tính biết điều. Cái đó là tàn nhẫn lắm ông nội. Không cái quá. Gì đâu mà bắt mình, tôi làm sao tôi làm nổi. Đó là tài chỉ đạo. Ông làm hết cái cổ vàng mình chia đều. Để chia sao, để chia sao? Chia đều là mình phải chia 6-4. 6-4 sao chia đều? Nè, 4 phần nè, 6 phần nè, chia sao đều. Nè, để ý đi, bây giờ bao nhiêu, cái này là nhiêu? Nè, 6 6 phần đúng không? 6 nè. Thí dụ tôi được 6 phần đi. Ừ, ừ. Thì ông nè, 1, 2, 3, 4, 5, 4 lấy phần nè. Đó, đều chưa? Đó. Thấy đều không? Chính là tôi ngu quá ha. Đều, mỗi đứa một phần nha, đều. Rồi, 6-4 là đều đó, 6-4 là đều đó. 6 nghe, hứa nè. Vậy đi. Rồi, vậy đi. Kiếm đi. Mấy cái luôn lận nè, nhanh lên. Phát hiện được cái gì nói nha. Có khi nào cái bình là cái bình quý không? Ông tin tôi đi, nó không phải là một cái bình bình thường đâu. Thì nó là cái bình gì? Với cấu tạo của nó như vậy và với suy luận khủng khiếp 30 mấy năm trong ngành ăn cướp khảo cổ, tôi xác định đây chính là cái bình bông. Chà, của ông nội trong mộ làm gì có cái bình bông. Nhìn nó đi, cái này là cắm hoa là đẹp lắm đó. Bình kỳ quá hả? Vì sao? Dạ. Định làm gì? Đập ra coi nó trong đây nó có cái gì không? Đồ điên, đồ điên. Dù cho nó là cái gì đi chăng nữa thì cũng không nên đập. Là bởi vì một cái bình nằm ở trong đây là ngôi mộ cổ, chắc chắn biết đâu chừng người ta nhốt linh hồn trong đó. Ông đập bể cái bình, linh hồn nó sẽ thoát ra. Lúc đó nó bắt hai đứa mình thì sao? Không được đập bể. Rồi, được rồi, không đập bể. Hứa. Trời ơi. Sao làm vậy? Tôi dục chứ đập đâu. Dục chứ đập mấy thứ đâu khùng. Khùng quá, tôi dục luôn cái, còn đập luôn cái. Đập là thẳng xuống như này, còn dục thấy cong lên. Trời ơi, tôi chết rồi. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Đỏ, thấy chưa? Tao đã nói ông rồi, ông không nghe. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Bông ơi. Trời, cái gì vậy bông? Trời ơi. Đất đá. Đất đá. Bông ơi. Bông ơi. Bông ơi. Bông ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Ê, tôi ở đây tôi sợ quá ông ơi.
bây giờ còn có cái mộ này thôi, mình có khựi ra không? Mình khựi lẹ đi, mình còn đi về không ơi? Thôi bây giờ cậy lẹ đi, nhanh lên. Cứu đâu, cứu lên, nhanh lên, dậy lên. Cuốc đây nè. Ừ, cái cuốc, trời mẹ ơi, sao nó gãy rồi. Nó còn có một cái máu thôi. Để tôi nại ra. Nhanh lên. Trời ơi, từ từ nghe. Hai nhà ngươi làm gì vậy? Trời ơi! Mày nói gì? Làm gì mày? Hả? Nói gì vậy? Ông bà, ai nuôi ai lấy mày? Mày như bị khùng nhưng mà tranh thủ mày lấy đồ lẻ đi rồi đi ra. Lấy đi. Hai nhà ngươi đang làm cái gì vậy? Mày nói cái gì nhá? Ông bà anh quậy à? Ông bà mà. Cái gì? Mà ý à? Ai ma gì mà ma mệt quá. Nè, mày dở quá nè, cái tủ này mày mở nè, mở thẳng này nè, mở bật mạnh này nè, đó, thấy không? Mày trong ta, đó, rồi vô luôn, rồi vô nhộng luôn đi, đây, cứu mà, đây, đi chứ, hồi nách quá, ngươi làm cái gì vậy? Trời đất ơi, tại sao trong một ngôi mộ cổ như vậy lại còn có vũ đoàn ở trong đây? Nhìn kỹ xem ta là ai. Nè, sao bước vô lăng mộ mà gặp người ta như vậy mà phản ứng như vậy là bậy bạ lắm hay chưa? Sao ngươi không biết đây là ai? Ngươi không biết đây là đẩy lên cho đứng lên tới trên kia coi. Theo những gì ta biết, ừ, khi mà ngươi vô những lăng mộ như vậy rồi, ừ, thì ai trong lăng mộ? Xác ốp bậy bạ những vị vua của Ai Cập. Xin giới thiệu đây, ngài Ma Ra Tông. Mày khùng quá, người ta là vua của Ai Cập mà đã được ốp kỹ lưỡng đúng không ngài? Đúng, những loại mà được ốp kỹ lưỡng như vậy người ta phải gọi là mánh. Hai đứa bay bị điên hả? Ta chính là Pharaoh. Sợ chưa? Vỗ tay. Pharaoh. Đúng rồi. Người có thể cho con hỏi một câu hơi ngu dốt được không người? Hỏi. Người ta pha cái gì mà ra ông vậy? Ta không nhận mặt với hai người nữa. Tại sao hai người dám vô cái ngôi mộ này? Là để ăn trộm vàng trong đây đúng không? Dạ. Ông tha cho tụi con. Nhà con nghèo lắm. Tôi quên. Dính cái nắp. Quên. Dạ con quên. Quên như vậy là con tai hại biết chưa? Dạ. Bỏ luôn, ta phải kiếm một cái vị trí khác, không thể nào đứng đây được. Ừ. Nè, đừng có giận mặt với ổng nghe chưa? Sao? Khoan thì con đi đã. Ừ, đó, ông tôi xuống luôn rồi, đấy ông tôi xuống. Chỉ muốn xuống đây đứng gần với nhà ngươi thôi. Xuống lên. Xuống mình lên. Ừ, để ta coi nhà ngươi đi được không? Vua cho con hỏi một câu được không? Hỏi. Tại sao vua bị chôn ở đây mấy ngàn năm rồi đúng không? Đúng. Mà sao còn make up vậy? Chính ra công nghệ trang điểm ngày xưa thật là tốt. Hay quá. Xem hai cặp chân mày của nhà vua, họ vẽ như hai con trùng hổ vậy đó. Rất nhiều người vô đây để đào mộ và lấy vàng bạc trong đây, nhưng chưa có đứa nào dám cả gan mở cái nắp hòm của tao ra. Lý do, động lực nào? Nói tới đây con phải mượn một bài nhạc để con diễn tả nỗi lòng của con. Được. Nhạc buồn. Dạ thưa ông. Vừa lắm. Ừ. Dạ thưa ông, con sinh ra và lớn lên trên một vùng đất khô cằn. Cái nghèo đã xui con vào trong này, trở thành một tay ăn cắp. Còn con? Không, nhà con giàu lắm, nó rủ con đi thôi chứ không có gì đó. Trời ơi, sao vậy? Nó rủ đi mà. Thật ra thì cái hành động này là một hành động không đúng. Dạ đúng rồi. Theo tư tưởng của ta. Dạ. Ăn cắp là sai rồi. Dạ. Nhưng ta cảm thấy rất có một cái sự đồng cảm với cả hai nhà ngươi. Đúng rồi, phải đồng cảm mới đúng rồi, nghèo mà. Khổ quá mà. Đây, nghe đây. Ta có thể trừng trị hai nhà ngươi. Dạ không, cũng lỡ mà. Nhưng ta thương. Thương đi. Tha. Dạ tha. Ta tha tội. Ừ tha. Ông ơi, bây giờ ông cho con một cái gì đó để con có một số vốn làm ăn, con hứa. Con thề.
Tụi con chỉ cần kiếm một số vốn tụi con làm ăn xong, tụi con không có dám làm gì nữa đâu. Không bao giờ, không bao giờ. Ông định đi đâu? Mở cái này ra chưa? Dạ. Ông lên ông mở đi, cái đồ của ông mà. Ráng lên ông. Ráng lên chú. Trong trời tuyết quá ha. Ráng lên vua. Lên vua ơi. Đây con đẩy vua lên cho. Ừ. Đó. Chà. Làm như cái này á là nó có trọng lực á. Ừ. Tại vì ta chưa quen thôi. Ráng vua, ráng vua. Con muốn dập mà vua không chịu lên hết chứ. Đưa cái cây đây con kéo vô. Không. Ta sẽ tự lực gánh sinh. Ừ. Ta không cần cây. Vua ơi, cái cây này vua thọt cái chết con. Ừ. Đấy là vua. Không cần luôn. Ôi, không cần luôn. Ừ. Có giỏi. Ừ. Khi vua nào mà ta tới được đó, ta mở cái gương ra, ta sẽ cho nhà ngươi và dòng châu báu. Lên liền, kéo lên liền. Lên liền. Bạn vô vua. Vua bạn ở đây đã. Ông vua là ông bị khờ hay sao á? Không, thích bò mẹ ơi. Trong 12 con giáp của tuổi con trâu thích bò. Đáng lên vua, gần tới rồi vua. Đáng lên. Giỏi quá, vua giỏi quá. Hay quá. Vua mập mộng giỏi quá giỏi. Có Ai Cập mà tưởng ở Tây Nguyên á. Ta nói được hai người hiểu. Tất cả mọi người nhìn vô lúc nào cũng nghĩ là trong đây sẽ rất là nhiều thứ giá trị. Nhưng làm sao mà tồn tại được chứ? Ta nằm trong đó ta đâu có thể nào mà biết được là ở ngoài ai lấy cái gì, ai lấy cái gì. Đúng. Tự do lấy. Sai quá. Con chỉ cần một món thôi vua. Món một thôi. Mới thấy được. Đây. Mộ này mộ công công rồi. Mộ này mộ công công rồi. Trời ơi. Vô tặng hoa kìa. Cái bà nào đi cúng trước tặng bó hoa nhìn là biết huệ rồi. Trời ơi. Đây giúp. Vua có cái gì giá trị không vua? Thật ra là ở đây ta vẫn còn một cái bình. Một cái bình cổ và rất quý giá. Thấy chưa, tôi nói được mà. Nó nghe. Cái gì? Cái bình nó phải là màu bạc bạc không vua? Tại sao nhà ngươi biết? Ừ. Thấy chưa, cái bình dài dài đúng không vua? Đúng. Đây là cái bình nãy mày đập bể rồi đó. Quên. Không, tao muốn đến gần nhà ngươi để nghe cho rõ thôi. Ủa, nhưng mà cái bình đó là cái bình rồi đấy. Là cái bình hồi nãy mày đập bể đó thằng ngu. Trời ơi. Cô đâu có biết đâu, con nói cái bình bông mà. Trời ơi, cái bình quý cuối cùng mày đi đập bể. Trời ơi, tao biết mày. Trời ơi, xuống nó mẹ.